Vâng, xin chào các bạn. Có rất nhiều phần mềm giúp chúng ta có thể ghi chép nhạc để có thể là in thành sách hoặc là để nghe một đoạn demo bản nhạc hoặc là một ca khúc mình vừa sáng tác. Các phần mềm kể đến như là Cyberius, Final hoặc đơn giản như là Uncle. Series này tôi xin giới thiệu với các bạn một công cụ ghi chép nhạc rất là mạnh, đó là Final. Phiên bản mà tôi sẽ giới thiệu sau đây là phiên bản Final 2014. Link download phần mềm này các bạn có thể vào website của chúng tôi để tải hoặc là theo đường dẫn ở phía dưới YouTube. Vâng, chúng ta bắt đầu tiến hành cài đặt. Nhấn chuột vào file install Final 2014. Vâng, chúng ta nhấn next để tiếp tục. Đồng ý với cả các điều khoản, nhấn next. Và next tiếp. Ở đây thì chúng ta để nguyên mặc định. Chương trình bắt đầu cài đặt. Chúng ta chờ một chút. Sau khi cài đặt xong Final thì nó lại bắt chúng ta phải cài thêm một vài cái thứ khác như là các âm thanh ảo ở trong máy đấy. Chúng ta connect thôi. Đây nó hỏi si cậu cậu yes. Các bạn hãy chờ một chút nhé. Nó hỏi tiếp một vài thứ gì đó nữa về si cộng cộng. Bây giờ nó lại đòi hỏi tiếp cài đặt một vài cái nữa, ta phải nhấn next. Vâng, cái Arian này là dùng để tạo các cái âm thanh ảo, nhạc cụ ảo ấy của phần mềm. Bỏ 2 second. Rồi, file được. Vâng, đây cũng là các cái nhạc cụ ảo phần mềm. Next. Đây là các cái bản nhạc demo, các công cụ ảo, rất nhiều loại nhạc cụ ảo ở trong đây. Nhạc cụ ảo này để cho chúng ta có thêm các cái âm thanh nó mềm mại hơn là cái nhạc MIDI. Rồi, xong rồi, ok. Vâng, tất cả cái cách chúng ta cài đặt nó chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ ta cùng nhau khởi động
ban hành đến nhé. Các cái chọn run ớt ân. Vâng, như vậy thì là cũng đã xong. Chúng ta đã khởi động lên xong cái phần mềm Final 2014 rồi. Các buổi sau chúng ta sẽ cùng nhau soạn một bản nhạc lên lên Final nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở lần sau.